Chào Nị. Nị ơi, cô vẫn thường để ý là Nị rất là thích selfie và thích chỉnh hình bằng app. Nhiều hình thì dễ thương á, nhưng mà nhiều hình Nị trang điểm lòe loẹt quá. Ba và cô vẫn hay nhắc Nị đừng có nên làm vậy vì nó không có thật. Bản thân Nị cũng hay nói với cô là Nị thấy cái người mà ai cũng biết là ai đó sáng nào cũng make up từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng mà Nị vẫn không thấy đẹp, mà còn thấy mất thời gian nữa. Để cô kể Nị nghe chuyện của cô nha. Trước đây cô quen biết một cô bạn người Hàn Quốc, cao ráo, tự tin, xinh đẹp như người mẫu vậy đó. Thì trong một lần đi chơi, cô với bạn đó ở cùng phòng. Sau khi bạn đó tắm và tẩy trang xong, bạn đó bước ra ngoài và lúc đó cô rất là bất ngờ vì thái độ của bạn đó luôn. Nị biết không, bạn đó lấy tay che mặt nè, rồi cúi người, vừa đi vừa nói: "Làm ơn đừng có nhìn mặt tôi đang không có trang điểm, tôi xấu xí lắm." Lúc đó cô không còn thấy người bạn tự tin kia của cô ở đâu nữa hết á. Sau đó cô và nhiều bạn khác đã nói chuyện với bạn đó và khuyên là bạn nên ngừng make up và tự tin vào vẻ đẹp thật của mình vì bạn không hề xấu xí. Chuyện đó tới giờ cô vẫn còn nhớ. Giờ kể một chuyện khác nữa nha. Hồi xưa bà nội của Nị cũng đi học trang điểm. Thì sau đó bà nội đi học về và kể cho ba nghe là cô giáo dạy trang điểm của bà nội khoe với bà nội vậy nè. Cổ khoe là chưa có ai thấy được mặt thật của cổ, kể cả chồng cổ. Cô không biết là cô giáo đó có thấy hạnh phúc không, nhưng với cô sống vậy thật là khổ, giống như mình phải đeo một cái mặt nạ suốt ngày, sống giả dối với người ngoài đã đành, giờ mình còn phải sống giả dối với người thân và lừa dối chính bản thân mình nữa. Sống vậy mệt mỏi lắm Nị ơi. Tại lúc nào cũng phải make up lộng lộ để lừa người khác. Có nhiều người khi thấy mình make up, khi thấy những cái hình mà đã qua chỉnh sửa của mình thì sẽ thấy rất là thích cái nhan sắc của mình, dù cái nhan sắc đó là giả thôi. Tới lúc mình không make up nữa và không còn lung linh như trên hình nữa, đa số họ đều sẽ thấy thất vọng vì con người thật của mình không xinh đẹp như họ tưởng. Chưa kể là trong son phấn cũng có rất là nhiều hóa chất gây hại da, xài lâu dài sẽ càng làm cái làn da gốc của mình xấu đi. Và như thế mình lại càng phụ thuộc vào make up, giống như cô bạn người Hàn Quốc của cô vậy đó. Dĩ nhiên với những người mà không có ngoại hình nổi trội thì một chút make up, ví dụ như tí son, tí má hồng để giúp họ tự tin thì cô nghĩ là cũng vẫn tốt, cũng xinh mà. Nhưng mà dĩ nhiên đừng có lạm dụng quá. Hãy cố gắng sống thật để mọi người yêu thương con người thật của mình. Đừng có tìm cách lừa dối người khác và cũng đừng có tìm cách lừa dối chính bản thân mình nha. Sống vậy mệt mỏi thật sự luôn á Nị. Nhớ nha Nị, mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.